Hôm nay mình hướng dẫn anh em chơi một cái app hay hơn cái app Việt Nam ngày nay, đó là app Báo Hay. Link mình để dưới phần mô tả, anh em tải về, nhấp vô link và nó tải về. Tải về rồi anh em đăng ký một cái tài khoản. Phan mình cũng mới vừa tải về, anh em chờ chút. Rồi anh em đăng nhập một cái tài khoản. Bên góc phải có, ở dưới có hình đăng nhập nè, anh em đăng nhập. Đăng nhập một cái tài khoản. Đăng nhập. Quà tặng lên mới. Mới. Rồi anh em nhập một cái số điện thoại của mình vô. Có hai hình thức nhập, là một là login Facebook và hai là số điện thoại. Thôi mình nhập số điện thoại đi. Rồi bấm nút gỡ mã. Không mấy anh em vô đăng nhập bằng Facebook nó cũng mau luôn. Bảy năm hai bảy. Bảy năm hai bảy. Rồi đăng nhập. Rồi anh em qua bên phần báo hay nè, anh em đọc một cái bài báo. Báo này nó hay hơn báo Việt Nam ngày nay nhiều. Chết này gì trời, bỏ ra ra tin nóng video. Nữ thần. Ồ, hot girl không tự. Ồ. Tự hot girl không. Xin không mọi người. Đu đu. Này mình gánh mình chơi thôi nghe anh em, chứ mấy cái app đọc báo này mình cũng không có khuyến khích anh em chơi. Ồ, hot girl. Mình gánh mình chơi thôi. Chứ đọc 100 xu mà đó được cái thẻ cào 10 ngàn đấy cũng làm tích mồi. Làm nhiệm vụ nè, đọc một bài báo nè. Vô mà làm cái nhiệm vụ này được xu nè. Đọc 10 bài báo được 5 xu. Chia sẻ ứng dụng được 5 xu, nhập ma mờ được 5 xu. Anh em mau mờ mình để bên phần mô tả, anh em muốn nhập thì nhập, muốn không cũng được, mình chỉ review cho anh em chơi thôi, chứ mấy cái này cũng không có, mình cũng không có thích chơi, tại vì mình tải về rồi mình giới thiệu cho anh em vậy thôi. Tù. Anh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình gánh mình làm mấy clip mà tải Facebook, tải video Facebook mà không cần app về cho anh em. Anh em có thắc mắc gì để dưới bình luận ở dưới. Bên đây nó có nhiều mục chơi game lắm. Phải là nhiệm vụ đó. Có vòng quay may mắn nè anh em. Vô vòng quay may mắn thử làm cho anh em nhiệm vụ. Mấy cái app này rảnh thì mình chơi thôi, như anh em có xu đó anh với em vô mình được. Google này có xu chắc được anh em.
để cái lực chơi. Người chơi chọn level muốn tham gia bấm râu để quay lượt. Quay hệ thống sẽ tự thu tương ứng với level đã chọn. Khi quay xong, người chơi sẽ nhận được quà xu tương ứng với lần ghi trên giải thưởng. Mỗi lượt, mỗi năm được quay, người chơi sẽ nhận được một hộp quà không mở hòm báo. Được quay sẽ không được cộng dồn mỗi ngày, giới hạn 100 lần quay. Ù, sức bị chở. Này mình chưa mới có làm, mình chưa có xu quay được anh em. Mình làm nhiệm vụ xong rồi có xu mình vô đây mình chơi. Thôi video mình đến đây kết thúc. Mình xin chúc anh em xem một video vui vẻ. Anh em nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin tạm dừng.